Và để trở lại với chương trình Vầng Trăng cổ nhạc, Phong Trần xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị quan khách một người con của đất Tiền Giang, thị trấn Dàm Láng, Gò Công Đông, nhưng hiện tại sống bên nước Úc. Vâng, đó chính là tiếng hát của nam nghệ sĩ Minh Hưởng cùng với nữ nghệ sĩ Như Nguyệt đến với chương trình lớp chính đoàn cải lương được mang tên Hàng Mạc Tử. Xin mời quý vị quan khách cho một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Mà quen lắm phải không? Vỗ tay cho nó có lửa lắm đi qua bà con. Ủa, vỗ chị mới là vỗ đó. Thì thôi, lời đổi đầu tiên cho phép Minh Hưởng xin gửi lời chào sức khỏe bà con Dàm Láng và lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ, vỗ tay nhắc hoài. Minh Hưởng cho sẽ hát một lời chúc đoạn Hàng Mạc Tử, xin mời cùng thưởng thức ạ. Ta chúc linh hồn lát nữa giọt sầu rơi gió mây, còn em sao chẳng thấy gì cả, xin đời thank you.
thằng Bạc Tử. Mai đình hai gọi cho nó là cảm ơn những tràng vỗ tay của bà con dầm láng mình rất nhiều.